Giai đoạn mà chị quyết định giữ bé này thì là gia đình với chị gần như là cắt đứt. Tại một lần nữa cắt đứt gia đình có nghĩa là chị lại chọn sống riêng biệt, không có sống gia đình. Cái giai đoạn mà chị bị khủng hoảng nhất không phải là sanh rồi đâu, mà giai đoạn chị giữa xảy ra sự cố, giữa quyết định chọn để bé thứ hai. Là chị khi mà chị chọn cưới bé thứ hai, lúc đó chị xảy ra sự cố tài chính năm 2015, nghĩa là chị mất đi đến mấy chục tỷ. Mình lại trong phòng khoảng 2 tuần nghĩ đến cùng quẩn, có thể là chị không muốn, tại lúc đó chị bị bế tắc quá rồi. Trời ơi, thơm mà muốn rớt cái lỗ mũi ra luôn nha. Bữa này mỗi lần mà đi gõ cửa thăm nhà mà gặp những cái chảo như thế này thôi là thấy mỡ nó chuẩn bị lòi ra thêm cục nữa rồi đó. Không có thích nhìn em. Trời ơi, em đâu. Em nói thiệt với chị. Thì em cứ đeo cho chị vô bếp hoài, em đi ra ngoài đi. Em nhớ Nhi vô cùng luôn á. Nhi ơi là Nhi. Bây giờ thì nói chương trình này chúng ta gặp nhau là coi như Huệ nha. Ủa, chương trình này đâu có liên quan Huệ. Úc của chị là nó học trường quốc tế hay là trường... Không, mới đầu là chưa định cho đi học, định đưa về Singapore. Nhưng mà cuối cùng dịch bệnh quá, xong rồi đăng ký trường quốc tế luôn rồi. Cuối cùng là dịch cũng không có học được, cho nên bây giờ tạm thời là Úc chỉ có học online ở nhà thôi. Học online. Học online. Như vậy là chị phải kèm suốt luôn. Với lại dịch bệnh này chị cũng không có làm cái gì, cho nên là chị cũng ở trong nhà gần như là xuyên suốt 5-6 tháng nay là ở trong nhà. Cái nhà này là mình mua hay là thuê? Nhà này mua. Đỡ đúng không? Đỡ. Chứ thuê là thật ra là đắm đuối luôn. May mắn là cái nhà này mua lại cũng của một người chị bạn làm ăn chung. Nó cũng đỡ cho cái khoản tiền thuê thì trước về chưa kịp mua thì cũng thuê, nhưng mà sau này nhà này thì đỡ, phải thuê tiền thuê thì nó cũng đỡ. Với Quỳnh Trang Nhi á, vừa là một doanh nghiệp đó, vừa là nghệ sĩ ha, rồi vừa là một người mẹ của các con, có một khoảng thời gian chị bị stress không? Thật ra mình cảm nhận mình có ảnh hưởng stress tới nỗi mà có những lúc mình vô tình hơi có cái sự bực bội với con. Nó lâu lâu mình bị kiểu như tâm lý như mình hơi cáu gắt với con. Cũng hên là không có chồng, chứ có chồng chắc kiếm chuyện với chồng, cũng hên là không có ai chứ nghĩ như vậy. Thật ra là chị biết không, ngay bản thân em nè, thứ nhất là công việc trong cái khoảng thời gian dịch đó thì em vẫn có thể làm online. Online em vẫn có đồng ra đồng vô, mặc dù là không có nhiều, nhưng mà những lúc mà cảm thấy nó bị bế tắc á, vẫn có vợ em chia sẻ với nhau. Nhưng mà hỏi thiệt nha, chị có ai để mà chia sẻ với chị không? Hiện giờ thì chị nghĩ rằng đứa người chia sẻ với chị nhiều nhất là bé gái ở bên Singapore. Chị tập trung cho sự nghiệp, cho công việc, cho con nhiều quá đó. Cho nên nghĩ đến mà một cái hôn nhân cho bản thân mình vào lúc này chưa phải lúc. Chị có hay thường xuyên liên lạc với các ba của hai đứa con của mình không? Không. Tại vì chị chọn cái hướng là để cho con được sống bình yên với mẹ. Và để cho đến khi nào con lớn lên đó, con cần thiết thì lúc đó, còn hiện giờ hai bé con chị nó rất là hạnh phúc mà bình yên. Mẹ bé lớn đi, đã sống trọn vẹn với chị 10 tính bây giờ là 18 năm. Là đã không đã hiểu được là mình là mẹ đơn thân, là mình chỉ có mẹ thôi. Nhưng nếu như bây giờ mà bé biết được người đó là ba hoặc là người đó, liệu cái tình thương đó có bù đắp cho con mình được hay không? Hoặc là có làm tổn thương con mình hay không? Cho nên cái sự tôn trọng, cái sự tìm hiểu đó, chị nghĩ là khi bé thật sự trưởng thành, bé cần thiết, bé nói với mình thì lúc đó mình sẽ đủ để mà mình nói chuyện với con. Còn hiện giờ có những lúc mình hỏi con nói con không cần, con chỉ biết có mẹ, con chỉ thương mẹ. Nhưng mà Út thì Út còn rất nhỏ. Bé con nít mà. Thì con mới hỏi, ủa tại sao con không có nội, con không có ba, giống như bạn. Đó. Cho nên là mình cũng phải có cách lấp liếm. Mình nói tại vì con là con của mẹ, con nằm ở trong bụng của mẹ thì là của mẹ thôi. Hiện giờ là mình sẽ theo cái từng độ tuổi để mà mình giải thích cho bé hiểu. Mình không phải là ích kỷ, là tôi muốn chọn có con không cần chồng. Nhưng mà thật sự khi mà cái hôn nhân, cái hạnh phúc của mình là không trọn vẹn thì mình giải tỏa cho nhau. Chứ bây giờ mình giữ, mình níu kéo mà để giống như là một cái trọn vẹn, có chồng có vợ nhưng mà con mình không hạnh phúc, bản thân mình không hạnh phúc, thì chị tin rằng đứa trẻ nó sẽ không hạnh phúc. Và chị cảm thấy rất là vừa lòng, rất là hạnh phúc với những cái gì chị đang lựa chọn hiện nay. Chị không có ủng hộ là hãy đừng có lấy chồng là mẹ đơn thân. Đúng, sai. Đúng. Cái đó là hoàn toàn sai. Nhưng nếu khi bạn chọn cái hạnh phúc mà bạn làm hết sức rồi mà bạn không được nữa, thì bạn hãy mạnh dạn giải thoát để đôi bên đều có một cái niềm vui riêng. Và mình gìn giữ lại cái gì mà mình cảm thấy thiêng liêng nhất, hạnh phúc nhất cho chính mình. Chào mừng quý vị và các bạn đến với buổi học của cô giáo Úc và học trò Ngọc Lan. Và bây giờ thì cô giáo sẽ dạy cho học trò Ngọc Lan nói tiếng Anh. Bây giờ Úc dạy cô Lan nói đi. Yeah home. Yeah home.
Là gì? Giống như là bán người này để về rồi. À, tức là báo với người ta là mình về rồi á hả? Ví dụ như do you want to see my rabbit? My rabbit là gì? Không nghĩa là bạn có muốn nhìn con hả? Rabbit là con thỏ hả? Dạ đúng. Cái này đọc sao? Nó ở đâu? Where is it? Where is it? Nói chung là nói tiếng Anh là mọi người phải cái môi trên là nó phải cần phải cong ra. À, nếu mà được là nó cong đụng lên cái luôn đủ luôn là mình nói tiếng Anh là xuất sắc luôn á, đúng không? Xuất sắc luôn á, đúng không? Cô Lan ủa chứ sao? Em sẽ cái này lên mũi được. Không lên. Ủa vậy sao cô Lan mỗi lần cô Lan nói tiếng Anh mỏ cô Lan giảm như vậy? Nhiều lúc á, chị nhìn thấy những người bạn bè của mình, nói chung ai cũng có một cái gia đình đầy đủ, nhưng mà mình nhìn lại bản thân mình, con mình còn quá nhỏ, mỗi đứa con mình ở xa như vậy, chị có thấy thương bản thân mình và thương cho các con của mình không? Có đôi lúc chạnh lòng, đặc biệt là khi nhìn con mình bệnh và mình lo mà mình không lo đủ hết. May cho chị đó là bởi vì chị có được gia đình, ba mẹ chị rất là ủng hộ con. Khoan nha. Đứa đầu tiên là ba mẹ chị không hề ủng hộ nha. Tại vì đâu có ai mà sinh con ra tự nhiên muốn con gái mình không có lấy chồng mà tự nhiên có bầu đẻ con. Tính đi 18 năm về trước thật sự là không phải như bây giờ đâu. Chị và mẹ chị cái giai đoạn đó gần như là chiến tranh lớn. Như là mẹ chị sốc có đứa con gái mà tự nhiên nó đi nước ngoài nó học nó làm xong tự nhiên lùng đùng về nó có bầu. Trong khi sự nghiệp chị mới bắt đầu lên ở tuổi hai mấy 30, tự nhiên chị mang một cái bầu như vậy. Áp lực của gia đình với chị lúc đó là căng thẳng kinh khủng. Chị làm thế nào để mà chị vượt qua và chị thuyết phục Thật ra là lúc đó cũng may mắn là chị sống ở nước ngoài. Cho nên cái giai đoạn mà chị phát triển thai á, nó cũng xa cách gia đình. Cho đến khi mình ở gần gia đình những cái tháng cuối thì lúc đó mẹ chị cũng còn giận lắm. Mẹ thì bảo vệ con, chị thì bảo vệ cái bầu. Cho nên giữa hai đối tượng nó căng, nhưng mà không ai muốn làm tổn thương ai, nhưng hai cái tâm lý đều đối ngược nhau. Nhưng mà khi mà chị quyết định đi vô bệnh viện sanh rồi á, thì bác sĩ nói là chị giờ chót, có nghĩa là tách ối rồi mới cạn, chị vẫn không có dấu sanh qua một đêm. Cho nên cả nhà bắt đầu từ giận hờn chuyển qua lo lắng. Và mẹ chị bắt đầu nghe chị là buộc phải mổ liền. Thì từ bắt đầu giận hờn bắt đầu tự nhiên mẹ chị khóc, từ đó là chăm lo luôn. Cho đến khi cái đứa thứ hai thì mẹ có mẹ giận tiếp. Vì sao chị quyết định chọn như vậy? Sao 12 năm mà sức khỏe chị lúc đó là bệnh tim nữa, gánh một đứa đã quá cực rồi, bây giờ vác thêm một đứa bé nữa mà cách nhau tới 12 năm, rồi sự nghiệp đang xảy ra sự cố nữa, mà lúc đó chị là quyết định chọn con đường làm mẹ đơn thân một lần nữa. Chị đã một lần làm mẹ đơn thân rồi, rồi 12 năm sau khi mà chị phát hiện chị có Út, thì lúc đó cái tâm trạng của chị như thế nào? Cái mối tình lần thứ hai đó với chị là chị cảm thấy mình không có phù hợp, cho nên chị nghĩ thôi, có lẽ là duyên phận làm vợ chị không có, nhưng có thể mình chọn con đường thiên chức làm mẹ. Và chị rất là viên mãn với những gì chị lựa chọn, cho dù nó có những khó khăn thăng trầm trong cuộc sống, trong cái cuộc đời của người phụ nữ. Chị có lo hoặc là chị nghĩ như thế nào nếu như con mình sau này nó giống mình? Chị đã từng nói chuyện này với con chị khi con chị trưởng thành từ 14 qua 15. Chị cũng chia sẻ thẳng với con như một người bạn. Nếu khi con trưởng thành, con thích trở thành giới tính này cũng được, con trở thành giới tính kia cũng được, và cuộc sống của con như thế nào cũng được, con hãy sống đúng chính con. Nhưng con luôn luôn nhớ tất cả hạnh phúc con giữ, con cứ hạnh phúc. Con thất bại hoặc con buồn, mẹ luôn luôn đằng sau và bên cạnh con. Chị sẽ tôn trọng con ở tất cả quyết định của con. Và tính ngày hôm nay con chị cũng đều nói với chị những cái câu chuyện về bạn, về giới tính và con sẽ như trưởng thành như thế nào. Và đó là điều phải nói là em rất là chúc mừng chị. Chị may mắn. À, và bây giờ chắc có lẽ là hai chị em mình tiếp cơm tục đi ha. Rồi dọn cơm mình ăn nhé. Không biết Ngọc Lan ở trong kia làm gì nữa ta. Út thích màu gì nhất? Con thích màu hồng. Hồi đó tới giờ có bao giờ mình tặng quà cho mẹ không? Dạ có. Con có tặng cái vòng con tự làm. Nếu mà vậy thì bây giờ này cô Lan có chuẩn bị sẵn một cái thiệp rồi nè. Bây giờ con sẽ vẽ một cái bức tranh con tặng cho mẹ, hoặc là con viết cái gì đó con viết tặng cho mẹ. Hôm nay là một cái ngày rất là đặc biệt, bởi vì mình có chương trình gõ cửa thăm nhà tới thăm gia đình mình, nên là mình nhân cái dịp này mình tặng quà cho mẹ. Con cũng không hiểu. Bây giờ cô sẽ nói tiếng Anh cho con để con hiểu. À, today cốc 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 thăm nhà.
In the house, you can make a thiệp. Có mấy câu không hiểu. Trên tiếng Anh không có chữ thiệp. Trên tiếng Anh vậy chứ nó kêu là gì? Card. À, you make a card. Chữ C, A, R để với lại D. Thì là đọc Card. À, đúng không? Là phải cong cái miệng lên. Vậy mà con nói với cô là không cần cong miệng. Thì có mấy chữ không cần. Bây giờ là can you make a card? You give your mommy. Ok. Hồi nó hiểu. Con bé nó hiểu rồi. Cái này là bí mật. Mẹ không có biết. Út có muốn cô Lan ngồi để tư vấn cho Út để Út làm không? Hay là Út muốn tự làm một mình? Cái đầu tiên là muốn cô Lan ngồi ở đây để cô Lan tư vấn cho Út đúng không? Ồ, mẹ thích màu gì ta? Mẹ thích con biết nhiều lắm, con mua không có. Cô nghĩ là với tâm lý của mẹ con thì mẹ sẽ thích màu tím mộng mơ. Màu tím nó màu buồn mà. Vậy thôi mình lựa cái màu tươi sắc mà nó vui tươi hơn đi. Thôi màu tím đi. Thôi màu tím đi. Ok. Nó buồn nhưng mà nó đẹp. Ok. Hai show là cười để nhớ. Đúng không? Đó. Và đây cũng là cười để nhớ luôn. Nhưng mà em không biết rằng là cái lần này nó có khác gì so với cười để nhớ 1, 2, 4 trước không? Nói chung là khác về ca sĩ. Về cũng có một số cái là kịch cũng về nội dung. Dạ. Cái kịch quay là nó sống như thực tế hiện tại nhiều hơn. Thứ hai là nó gần gũi với người dân lao động nhiều hơn. Cái nữa là mình muốn gợi lên cái đá nhẹ thôi, coi như là chống tiêu cực, phê phán là nhẹ. Nhẹ thôi đúng rồi. Đúng rồi. Và ba cái kịch. Lần này là ba cái kịch. Ba kịch. Là một cái bình quân, hai kịch đầu một cái bình quân cho 30 phút. Cái kịch sau mới là quan trọng. Dạ. Cái kịch sau là bây giờ nói ra bị lộ người ta làm. Đúng. Dạ. Cái kịch sau rất gắn với cái thời đại của mình. Nghe ra là ai cũng có trên tay cầm một cái điện thoại. Dạ. Mà khoảng thời gian nào anh tiết lộ được không? Tức là 2 tây tháng 12 là họp báo. Ồ. Rồi xong nó đến 23 tây tháng 12 là gì tại nhà hát Hòa Bình. Trời ơi. 23 tây em rảnh đó anh. À. Dạ, em trong đầu anh rồi nó tính. Dạ, em gần nhà hát Hòa Bình lắm, có gì anh báo em trước nửa tiếng nha. Chị này sẽ mời Quốc Thuận với Ngọc Lan là vừa dẫn chương trình vừa diễn kịch. Ồ, hay quá. Như vậy là mình dài xuống thành công rồi. Hay quá. Anh chưa bao giờ anh thấy có một chuyến gõ cửa thăm nhà nào mà nó vui vẻ, ý nghĩa mà nó tích cực như thế này. Đúng rồi em. Sao? Trời mưa lớn, có mưa là có tiền. Có mưa là có lộc. Đúng rồi. Và đây chính là một thông tin rất là hấp dẫn đến cho tất cả quý vị khán giả, đặc biệt là những khán giả của anh Nhật Cường. Lâu lắm rồi chúng ta không nhìn thấy anh Nhật Cường diễn ở trên sân khấu kịch. Và lần này anh lại chuẩn bị coi như là với một cái dự án mà rất lớn và được diễn ra ở tại một nhà hát mà lớn nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, đó là nhà hát Hòa Bình. Chắc chắn đây là một thông tin rất hấp dẫn phải không quý vị? Mình nghe mình còn thú vị nữa đây, đúng không? Nôn nữa. Nôn đây. Còn về diễn viên thì anh có thể bật mí chút xíu được hay không? Một vài cái tên được hay không? Thôi, bật mí đó rất là nguy hiểm. Nó lộ phải không anh? Nó lộ ra rồi người đó đóng không được thì nó nguy hiểm. Nhưng mà chắc chắn là có Quốc Thượng với Ngọc Lan đúng không anh? Em rảnh bữa đó, em rảnh lắm. Dạ, lễ lộc em không có đi đâu, cả người cô đơn đi đâu. Em ghi sổ luôn anh. Dạ. Em làm việc luôn. Nhớ gửi mail rồi xong gửi hình hoàn toàn. Anh em mình xa nhau khoảng là 2 năm mấy rồi. Vậy thì trong cái khoảng thời gian 2 năm mấy anh ở bên nước ngoài. Rồi nói chung là tất cả chúng ta đều bị ảnh hưởng bởi dịch. Vậy thì trong khoảng thời gian đó thì cái cuộc sống anh như thế nào? Và anh có bị ảnh hưởng rất là nhiều vì dịch hay không? Cái lúc mà mới qua thì nó tê tua đó. Mình tưởng đâu là ở đây mình chưa có, nhưng mà khi qua bên đó rồi thì mình tưởng đâu sẽ cách ly nó ghê gớm. Nhưng mà thực chất giống như là người Mỹ coi cái bệnh này rất là bình thường. Dạ. Nó quan trọng là họ bắt mình tự cách ly từ nhà mình. Nếu mà ai bị thì mới nặng mới đưa vô bệnh viện thôi. Nhưng mà lúc đầu mình thấy nó nguy hiểm, nhưng mà cuối cùng mình nghĩ lại rất là đơn giản, nó không nguy hiểm. Lúc đó thì anh qua bên đó thì đúng là tới từ 21 tháng 8. Nhưng mà ở trong căn nhà ở dưới cái bàn ăn, là dưới cái hầm á. Anh với bà xã thì bà xã đi làm cái đó. Còn trên lầu thì bà ngoại với Nhật Thịnh ở trên. Thì sợ bà ngoại bị bệnh nền. Rồi thằng Thịnh nó nhỏ nữa. Thành thử là mình thì ở bên này qua. Rồi bà xã đi làm thì có bị 2 người thôi.
Yeah. Đó thì thành thử phải tự mình cách ly, hỏi ai bệnh thì mình tự mình lo thuốc men thôi, mà nằm ở dưới trong tưởng tượng mình nằm ở dưới trong cái tay bên đó mà không đi ra đi vô, mà tới là đến khi có thuốc chích là mấy tháng à? Tức là 4-5 tháng. Trời ơi. Là ở dưới hầm không? Đúng rồi, ở dưới hầm. Ủa có leo lên mua đi à, đi siêu thị mua đồ ăn uống đồ không? Tức là có con đường nó đi ra, chứ là bà xã đi ra ngoài đường nó thôi đi vô. Nhưng mà ở Mỹ thì nó đâu phải như Việt Nam đâu. Muốn cái gì băng ra là có. Còn xe đâu, bà đi làm chiếc xe là anh phải đi bộ xa lắm. Khủng khiếp lắm. Cho nên muốn ăn gì thì bà ngoại mới nấu điện thoại lên, ngoại nấu để cầu thang á. Sau xuống vừa lên đó mà lấy mở cửa lấy cầu thang đi xuống dưới ăn. À. Đó. Một khoảng thời gian đó anh nhớ khán giả, anh nhớ Việt Nam không? Ở dưới anh? Đó thì chỉ có mình suy nghĩ Việt à, dưới đề tài quét drama nữa, ta show cần gì bổ sung vô thôi. Không mà nghệ sĩ em thấy có một cái rất là hay, là họ không bao giờ mà ngưng làm việc hết. Ừ. Dù trong hoàn cảnh nào. Ừ. Ví dụ như trường hợp của anh nè, là bị nhốt ở dưới đó. Ừ. Không về Việt Nam, không được đi ra ngoài, không được đi diễn, mà tận dụng cái thời gian đó để mà làm cái kịch bản cho bản thân mình. Ừ, thật ra anh chích xong cái mũi đầu tiên là anh bay liền. Anh bay đúng rồi, em coi Facebook em thấy anh đi chơi tà le hết trơn luôn. Còn giờ ở đó 18 tháng là dưới hầm hết 6 tháng, chích xong cái là anh bay liên tục trong 12 tháng. Là giống như chim sổ lồng 37 tiêu ban á. Trời ơi vậy. Đi diễn vô quay quảng cáo gì đi. Dơ này nọ, đi thăm bạn bè đúng. Anh có thấy hạnh phúc không khi mà mình ở cái tuổi này rồi, gọi là thế hệ trước rồi, thế hệ lớn rồi, mà khi mà mình đi qua bên Mỹ mình sống, mình quyết định mình ở bên đó luôn, mà khi mà mình được bung ra một cái là tất cả những cái show diễn khán giả rồi vẫn còn rất là trông chờ mình, tức là nói nôm na là mình đắc show á, thì anh có cảm thấy hạnh phúc về điều đó không? Nói chung là tổ thương mình. Yeah. Mình đi tới đâu khán giả cũng thương. Yeah. Đâu đó mình nghĩ chắc không ai mời mình đâu. Yeah. Mà cuối cùng Casino cũng mời, với những chỗ khác cũng mời. Yeah. Thường thường bên đó Mỹ thì mà họ làm một cái chương trình đó, họ mời 2 sao, tức là mình với một chị Hồng Đào hoặc là Hoài Tâm hoặc là Thúy Nga. Yeah. Đó khi mà sau này á mình có một người em tên là Giang Văn Ri, mình mới đặt vấn đề để nói là nói diễn với một người em như thế, họ không chịu, họ không tin. Họ mà chỉ cần có bằng chứng, sau đó hai đứa diễn ở một nơi đó gửi băng cho bà con. Ồ, hay quá, người ta bắt đầu thử. Rần đúng không? Đó, dạ. Bởi vì người ta chấp nhận liền. Đó về sau là người ta tin mình luôn. Cho nên làm gì là phải, Mỹ là phải thấy đó, nói nó không tin.